Xin chào các bạn, tên tôi là Hồ Thị Bích Hạnh, luật sư di trú của công ty IST Ngày hôm nay Hạnh sẽ nói về 3-year uh, ban của Spavisa Thì các bạn uh, nếu các bạn uh, mốc, có một chút thông hiểu về luật Và các bạn có thể nghe qua là một người uh, bảo lãnh đó, uh, Nếu như mình bảo lãnh một lần rồi thì mình sẽ bị 5-year ban Vậy thì 5-year ban uh, nó áp dụng như thế nào nha? tại vì một một cuộc đời cũng một người bảo lãnh thì người ta được bảo lãnh ít nhất hai lần nếu như người ta bảo lãnh quá hai lần thì người ta phải có những cái điều kiện mà sau này Hành sẽ nói sâu hơn về luật à, và bây giờ thì các bạn cứ thông hiểu là à, một người bảo lãnh được bảo lãnh ít nhất trong hai lần trong đời và lần thứ hai phải bị five year ban tức là phải cách cái lần thứ nhất là 5 năm và cách tính như thế nào để gọi là five year ban cách tính như thế nào để cho cái lần bảo lãnh thứ hai nó được trọn vẹn và nó không sai luật ha thì các bạn thân mến là um, bạn tính như thế này ha fire ban nó không phải là có nhiều người hiểu sai đó là fire ban tức là cái người bảo lãnh đó cái cách cái cái ngày mà mình bảo lãnh cái người thứ hai nó cách cái ngày người thứ nhất được có visa là 5 năm năm uh, cái cái hiểu đó là cái hiểu sai nha các bạn cái hiểu đúng luật đó là cái lần cái người lần bảo lần thứ hai đó, cái lần mà mình nộp hồ sơ cái ngày mà mình nộp hồ sơ cho cái bộ hồ sơ thứ hai đó nó phải cách 5 năm à, kể từ ngày cái hồ sơ thứ nhất được nộp. Bây giờ hành đọc lại nha. Cái date of application của cái second time đó, nó phải cách 5 năm cái cái date of application của cái visa cái người đầu tiên. Như vậy ví dụ bạn hành ví dụ đi ha. Một cái anh tên là An anh bảo lãnh một cái cô tên là à, tên là chi à, lần đầu tiên à, vào năm 2000 tháng 1 ngày 1 tháng 1 năm 2015 như vậy cái ngày ảnh nộp bảo lãnh đó đó là cái ngày đầu tiên mà nộp hồ sơ cái visa bà là chính này bà visa bạn đời bạn đời với là hôn nhân khi cô đó đang ở trên Việt Nam đó ha thì ảnh nộp cái ngày là cái hồ sơ mà nộp cho cổ đó là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2015. Ok. Sau đó, 2 năm sau cô có visa à 309 và 1 năm sau nữa cô có visa à và 2 năm sau nữa cô có visa 100. Như vậy, à cái ngày người ta khi mà cô có visa 100 tức là năm 2019 cô được à, visa 100 và cô cô bỏ cái anh đó. Như vậy là anh đó yêu một người khác và anh này muốn bảo lãnh cái người thứ hai này như vậy cái ngày mà mình ảnh được quyền nộp cái hồ sơ thứ hai để bảo lãnh cái người thứ hai đó là phải là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 bởi vì là cái ngày đầu tiên anh nộp cái hồ sơ bảo lãnh cái cô à, cô Chi đó đó cô, cô đầu tiên đó. đó là năm 2 tháng 11 tháng 1 năm 2015. Như vậy cách 5 năm là ngày 1 tháng 1 năm 2020, anh có quyền bảo lãnh một người khác, một người thứ hai đúng không các bạn? Ngoài ra dĩ nhiên một người bảo lãnh người ta phải có tiền nhân cách tốt người ta phải à, phải có những cái điều kiện khác thì hạnh không có nói đây hạnh chỉ nói đến cái vấn đề là cái năm năm mình tính á là tính từ ngày nào thì không phải như nhiều người hiểu rằng là cái tính tính cái ngày mà mình cái người kia được có visa mà phải tính là ngày người kia nộp visa người đầu tiên nộp visa Ngoài ra 5 năm còn có một cái luật nữa 5 năm đó là áp dụng không những cho những, những người bảo lãnh mà còn là những người được qua Úc với cái dạng là con theo mẹ đó các bạn gọi là parent visa 143 đó các bạn thì ví dụ như một cái anh A à, anh đi anh đi theo mẹ anh đi theo mẹ lúc anh 19 tuổi anh được theo mẹ theo cái visa 143 là visa thường trú mẹ anh đem anh qua Úc này và anh sau đó yêu một cái người ở Việt Nam và anh muốn đem cái người Việt Nam qua bên Úc này nhưng mà anh cũng phải bị cái năm năm đó các bạn nha thì các bạn biết là các bạn phải tính thằng nhớ nhớ hành nói không là các bạn tính cái ngày là mẹ anh đó nộp visa 143 chứ không phải là cái ngày ảnh được cái visa 143 như vậy thì ví dụ như là cách đây 3 năm à, anh, à Tức là năm 2010 à, 2016 đi, mùng 1 tháng 1 2016 đi, anh mẹ của anh nộp với visa 143 và 3 năm sau tức là mùng 1 tháng 1 năm 2019 anh đó à, theo mẹ và anh có thường trú à, 143 và anh qua bên Úc với mẹ sau ngày mùng 1 tháng 1 đó thì anh có thương một cái người ở bên Việt Nam và anh muốn bảo lãnh cái người đó thì các bạn tính một bài toán cho Hạnh coi là ảnh được bảo lãnh khi nào hả các bạn? Thì các bạn cứ nhớ là cái mùng 1 tháng 1 năm 2015 là là, là cái mẹ của ảnh nộp cái hồ sơ 143 cho ảnh thì ảnh bị cái điều kiện một điều kiện 5 năm là 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 phải mùng 1 tháng 1 năm 2020 à, thì anh mới được quyền à, nộp cái visa nộp bảo trợ bảo lãnh cái người vợ của anh hoặc người yêu của anh hiện tại đúng không các bạn tức là mình bạn chỉ cần tính cái ngày mình nộp cái hồ bộ hồ sơ trước và mình tính cách cái ngày mà mình nộp bộ hồ sơ sau đúng 5 năm thì các bạn có quyền nộp Ok, chứ không phải là cái ngày mà anh đó được cấp visa, không phải là cái ngày cái cái người trước đây mình bảo lãnh được cấp visa ha. Cái đó là rất là rõ rồi đúng không các bạn? Các bạn hiểu rõ rồi phải không? Tiếp theo nữa là hành lưu ý các bạn là nếu bộ hồ sơ đang bảo lãnh nữa chừng và người bảo lãnh không muốn bảo lãnh tiếp tục nữa, tiếp tục bảo lãnh nữa và người đó withdraw tức là rút cái hồ sơ đó ra thì bạn không bị tính 5 năm tại vì cái 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 hồ sơ bảo lãnh đó nó chưa thành công, đúng không các bạn? tức là mình bảo lãnh nữa chừng và cái mối quan hệ đó đứt đứt gánh và cái người bảo bảo lãnh thông báo đến bộ di trú là tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa và tôi không muốn hội sponsor tức là bảo lãnh cái người này nữa và tôi muốn rút hồ sơ như vậy bộ di trú cho rút hồ sơ và cái bộ hồ sơ đó gọi là bộ hồ sơ bị withdrawn như vậy cái sponsorship đó không có được tính như vậy anh đó không bị cấm cái năm năm và coi như là anh đó chưa bao giờ bảo lãnh ai hết và cái điều cuối cùng hạnh lưu ý các bạn đó là làm thế nào để vượt qua điều kiện 8 năm à, sorry là điều kiện 5 năm cấm đó. Ví dụ như thì sẽ có những cái trường hợp mà mang tính chất nhân đạo và Bộ di trú Úc sẽ cho phép bạn nộp visa à, cho dù là cái 5 năm đó chưa đã chưa đến. À, thì ví dụ như là Hai người đó có một đứa con, tức là cái người đó, cái anh đó, cái anh mà cái câu chuyện khi nãy hành nói đó, cái anh Thanh An đó người có một cái đứa con với cái người sau này. Như vậy, mặc dù đáng lý là mùng 1 tháng 1 năm 2020 anh mới được nộp bộ hồ sơ bảo lãnh cái bà vợ của mình, bà vợ thứ hai này, nhưng mà bởi vì giữa anh chị đã có một đứa con đã sinh ra đời. Như vậy thì đứa con phải sinh ra đời nha các bạn, không phải là cái cái người đó mới có bầu bạn không có có được đâu nha phải có một đứa con chung nha đứa con đó là đứa con đã sinh ra đời ha như vậy khi mà cặp đó có anh chị đó có một đứa con thì thì anh đó có quyền à, bảo lãnh và nộp hồ sơ bảo lãnh trước cái thời hạn 5 năm mà bị cấm đó ha ngoài ra à, những cái trường hợp như là um, cái người cái người trước đây bảo lãnh mình à, người người trước đây mà mình bảo lãnh đó người đó bị mất giữa chừng bị ung thư, bị một cái gì đó, một cái tai nạn gì đó và người đó mất thì vì cái lý do đó là một cái lý do mà không ai muốn cả các bạn đúng không các bạn thì mình có quyền xin cái visa miễn trừ cái 5 năm đó điều kiện thứ ba đó là cái người trước đây mà mình bảo lãnh người đó có con với mình và người đó bỏ rơi mình và người đó để lại đứa con cho mình nuôi và đứa con đó nó dưới 18 tuổi thì cái người bảo lãnh có quyền à, có một mối quan hệ khác và có quyền vượt qua cái điều kiện 5 năm, không phải chờ cái điều kiện 5 năm. Và cái điều kiện cuối cùng đó là mối quan hệ lâu dài, tức là nếu như mối quan hệ của người thứ hai là mối quan hệ trên 3 năm. À, từ 3 năm trở lên hoặc là 2 năm có một đứa con thì như vậy là gọi là mối quan hệ lâu dài như vậy mình sẽ người người bảo lãnh sẽ không bị điều kiện là cấm 5 năm và người bảo lãnh có quyền nộp hồ sơ mới à, trước thời hạn 5 năm đến ha như vậy hành nêu rõ cho các bạn nghe là cái thế nào để mà tính cái thời gian cấm 5 năm cho cái người bảo lãnh thế nào để vượt qua cái điều kiện 5 năm và à, những bộ hồ sơ rút bị rút nửa chừng thì không bị tinh năm bị à, cái điều kiện 5 năm, năm áp dụng và các bạn thân mến thì à, khi một cái bộ hồ sơ cho dù là à, cho đúng luật đi nữa nhưng mà nếu như mà về bằng chứng về những cái cách thủ thuật chứng minh mối quan hệ nó không tốt thì những cái việc mà mình xin à, miễn cái thời năm năm này vẫn có thể rủi ro cho cái hồ sơ của bạn cho nên là tốt nhất hạnh khuyên rằng các bạn nên tìm một cái luật sư di trú hoặc một đại diện di trú làm bộ hồ sơ cho bạn để cho bạn à, tiết kiệm à, được thời gian chờ đợi à, tiết kiệm à, được à, các bạn thấy rồi các bạn phải lên tòa án thì chờ tòa án bây giờ hơn 2 năm mới lên được một cái visa spouse hôn nhân bạn đời thì rất là lâu cho nên là tốt nhất các bạn à, để mà tránh những cái rủi ro về cái chuyện bị rớt visa và phải chờ visa à, chờ lên tòa thì các bạn có thể dùng một cái sử dụng một cái dịch vụ di trú à, úc à, thật tốt để mà có thể thể giúp các bạn đoàn tự nhanh ở trên đất úc và hạnh hy vọng là các bạn thích cái video clip này và nếu các bạn thích có thể nhấn like hoặc subscribe vào cái youtube của hạnh để mà và hoặc có thể chia sẻ cái video clip này cho những người có nhu cầu định cư úc để bạn bè người thân được có thể thông hiểu một chút về luật di trú và hạnh xin chúc các bạn được thành công trong quá trình định cư úc hạnh xin chân thành cảm ơn